Liệu nước nga có tiến hành một cuộc tấn công chống lại NATO sau khi đánh bại Ukraine và liệu Trung Quốc sẽ làm gì nếu nga làm thế? Và một cuộc giả thuyết thôi, đúng quý vị. Chứ còn thực ra nước nga cũng chả ngu đến mức độ đi tấn công vào các quốc gia NATO để làm cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề như thế này: nước nga à, đất rộng người thừa, đúng quý vị. Ờ, nếu nói từ rộng thì còn là chê người ta thực tế nó đất đai của người Nga nó là vô tận Quan trọng là chất lượng con người thôi cho nên là cái câu chuyện đất đai thì người Nga không có thèm cho nên người ta xuất phát từ những cái việc là đánh chiếm để mở rộng lãnh thổ kiểm soát tài nguyên đó là những cái mục tiêu tham vọng nhất đúng không ạ Thì rõ ràng là nước Nga chúng ta không có cái mục đích ở đó đúng không ạ Thứ nhất là cái mục tiêu gọi là uh, tiên phát, đấy đó là đánh chiếm đúng không ạ và đánh chiếm lãnh thổ mở chiếm đóng tài nguyên à, thứ ba đó là chiếm đóng để kiểm soát cái tài nguyên quan trọng nhất đó là tài nguyên con người đúng không quý vị thì như vậy đây là quá rộng này nước nga chả thèm cái này nước nga quá nhiều không thèm tất nhiên là thèm quý vị nhưng mà cơ bản là mình phải nói cái yếu tố tương đối đúng dạ họ sẽ không bao giờ thèm những cái đó trong khi mà họ còn đầy thứ đó để mức mức độ mà họ phải hy sinh để họ làm cái việc đó mà chưa biết là thắng thua thế nào về con người người ta sẽ phát động những cuộc chiến tranh phàm là những người có lý trí quý vị nhé thì từ cổ tí kim người ta vẫn đánh vẫn chiếm đúng không, quý vị à, đến thời hiện đại thì không còn như vậy nữa Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng Là nếu là một người đánh kể cả trong quá khứ Mà người đánh khôn ấy thì người ta sẽ thu phục nhân tâm đúng không ạ thu phục lòng người để mà cái số lượng dân chúng đó nó trở vùng đất đó thành phố đó con đường đó làng mạc đó nó trở thành vùng đất của mình có nghĩa rằng là mức độ đồng hóa của nó phải rất cao thì người ta mới đánh Đấy có nghĩa là tỷ lệ ủng hộ rất cao đúng không ạ và cái trí thức nào đó nó mang lại nói chung là cái người dân đấy người ta sẽ trở thành một cái món quà chứ không phải là thay vì một lời nguyện đúng không, quý vị Vậy thì tôi tự hỏi quý vị rằng là người dân châu Âu bây giờ nó là món quà hay là nó là lời nguyền với nước Nga? Khi mà từ Baltic cho đến Ba Lan cho tới Ukraine và phần còn lại đa số là lời nguyền. Chỉ có Nga ham thì ham cùng lắm đến cái phần Đông Đức là cái phần đấy là phần thân Nga mà thôi. Đúng không quý vị? Và Đông Đức thì phải qua Ukraine, phải qua Ba Lan tất nhiên là không đáng. Riêng cái việc phải đi để đánh chiếm cái vùng đất Ba Lan đã là không đáng rồi còn lại thì trong tương lai không biết là nato phương tây nó có kèm ukraine hay không nhưng ukraine là cái vùng đáng nhất bởi vì ukraine có rất nhiều người gốc nga sắc tộc nga nói tiếng nga văn hóa nga tôn giáo nga giá trị nga tâm hồn nga cho nên là đấy là lý do mà chúng ta thấy một lý do quan trọng cuộc chiến này đã bắt đầu bởi vì ở ukraine có quá nhiều người nga Đúng không quý vị? Thế còn ở Ba Lan có nhiều người Nga hay không? Tôi nghĩ rằng có nhưng không nhiều. Ở Baltic cũng thế, không đủ để mà bỏ công. Ở Đức thì có phần Đông Đức nhưng mà như tôi nói, đến được đấy thì cơ bản rất khó và chắc chắn tổn thất rất lớn. Mà thực ra vùng Đông Đức cũng chỉ thân Nga chứ lại không phải là Nga. Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy, đúng không ạ? Còn Kaliningrad thì họ đã có ở đó rồi như vậy là về cái tài nguyên quan trọng nhất đó là tài nguyên con người thì chúng ta thấy nó không đáng ở đây đúng không ạ đấy còn những cái này thì càng ít không cần nữa tiếp đến vị trí chiến lược nói thật ra thì vị trí chiến lược với châu âu uh, thì cũng là rất là quan trọng đối với phía nga nhưng mà tóm lại là chúng ta thấy là vị trí chiến lược này đối với Nga nó quan trọng thì quan trọng nhưng mà cơ bản họ sẽ phải hy sinh mà nói thẳng khả năng thua là rất cao. Bởi vì chiến lược thì họ phải đánh đánh đến một phần rất lớn của châu Âu, đúng không ạ? Lúc bây giờ chỉ còn lại nước Anh, nước Pháp may chăng rồi, thậm chí là chiếm cả Pháp nữa thì nó mới có một cái cái vị trí chiến lược. Như vậy thì nó quá nhỏ, lợi ích quá nhỏ so với lại những cái tổn thất có thể mang lại vân vân nói chung là các mục tiêu mà tôi chỉ nói những mục tiêu ban đầu thôi đúng không ạ ví dụ như mục tiêu đánh vì thích đánh ngứa mắt thì đánh đúng không ạ nó không đáng cho nên cái câu chuyện mình phải đặt ra trước câu hỏi này là, là nga sẽ không đánh đúng không ạ còn nếu mà có đánh thì có đánh được hay không thì nếu nói cơ bản mà nói chúng ta đầu tiên chúng ta phải nhìn đến cái nguyên tắc mà nói để mà nước nga tiến hành một cuộc chiến tấn công thì không phải là sở trường của nước nga chúng ta không bao giờ nói về chuyện giai đoạn sau khi nga bắt đầu phản công để đánh phát xít mẹ đánh napoleon quý vị nhé đấy là giai đoạn mà quân thủ kẻ địch đang trong thế thoái và thế thua thế vỡ trận và thế thất bại rồi cho nên là nó không có tính về phía nga lúc bấy giờ người ta đã huy động toàn bộ nguồn lực của đất nước để đánh rồi cho nên là cái đấy nga sẽ không bao giờ dạy để làm cái điều đó cho nên là cũng sẽ không có tính đúng quý vị cả hai kịch bản như vậy mà chỉ có một cái kịch bản duy nhất thôi, nhưng mà trước khi đến kịch bản duy nhất đấy thì chúng ta sẽ thấy một cái nguyên tắc là gì? Cơ bản là uh, nếu như mà NATO và Nga đánh nhau ở một cái chiến trường mà nó thân Nga thì Nga sẽ thắng. Thân phương Tây thì phương Tây sẽ thắng. Thân thì cái từ đấy có nghĩa rằng là hai mình có gọi là phòng thủ ấy, đúng không ạ? Đánh ở đâu mà bên đấy phòng thủ thì bên đấy sẽ thắng chúng ta không thể biết được là thắng thua như thế nào nhưng mà cái tỷ lệ cao là phòng thủ ở đâu thì bên ấy sẽ thắng đấy ở để, đấy để chúng ta đi tới cái việc mà chúng ta sẽ phân tích vào cái kịch bản giả tưởng đúng không ạ còn đánh ở vùng trung lập thì hòa đúng quý vị đấy bởi vì bây giờ làm sao mà biết được vì NATO có những cái thế mạnh và nga cũng có thế mạnh để chúng ta nói là gì NATO nếu mà nói về nguồn lực của họ đúng không ạ thì có thể nói rằng là lớn hơn Nga rất nhiều. Đặc biệt là chúng ta chỉ cần tính châu Âu thôi. Về nguồn lực kinh tế lớn hơn Nga rất nhiều. Nhưng mà cái sức mua ngang giá mà đặc biệt liên quan đến vấn đề sản xuất chiến tranh vũ khí đấy, đúng không ạ? Thì cả châu Âu, châu Âu bây giờ cũng cộng vào cũng không bằng Nga, thậm chí là cả Mỹ nữa cũng không thể bằng Nga. Cho nên là cái yếu tố đó nó rất khó để chúng ta có thể uh, lôi ra để mà nhiều ông phương Tây cũng nói rằng là trong trường hợp Nga với NATO đánh nhau thì NATO sẽ bị bóp chết trong vòng một tuần hoặc là nhiều ông thì ba ngày bởi vì là cái GDP nó gấp hàng chục vài chục lần ấy cho nên là nó không có sức kháng cự. Đúng không à? ạ? Thì cái đấy là cái nhận định sai lầm. Mấy bố toàn chuyên gia quân sự nhưng cơ bản chả hiểu cả đời chưa nhìn thấy mũi tên hòn đạn như thế nào cả nhưng mà phán bừa rồi các ông nói rằng là quân đội nga bây giờ thì tham nhũng đấy còn quân đội nato thì toàn tinh túy thôi kiểu như vậy đúng không ạ nhưng mà không phải quân đội nato bây giờ béo phì uh, ỉ lại ăn sung mặc sướng quen rồi còn quân đội nga bây giờ là quân đội rất sẵn sàng chiến đấu Đấy, nhưng mà tôi cũng không nói rằng là người Nga có chiến thuật hay cái gì hơn NATO cả, đúng không ạ? Cơ bản chúng ta khi chiến tranh diễn ra rồi tất cả mọi thứ người ta sẽ phải thích ứng thôi. Cho nên là nói tất cả những điều kiện này lại cả nguồn lực này, sức sản xuất quốc phòng này, đồng minh của Nga này vân vân này thì chúng ta thấy một điểm rằng hai bên không có bên nào có lợi thế cả, đúng không ạ? Nếu như mà để diễn tới một cái cuộc chiến tranh hạt nhân mà chắc chắn nếu như mà chiến tranh thế giới nổ ra thì chắc chắn 100% là người ta sẽ tiến tranh hạt nhân. Bởi vì tại sao? Bởi vì chiến tranh hạt nhân thì lúc bấy giờ Nga sẽ có lợi thế tuyệt đối. Vâng, tuyệt đối thì hơi quá, nhưng mà sẽ là tương đối đối với các nước NATO, đúng không ạ? Bởi vì người Mỹ sẽ không tham chiến đâu. Người Mỹ sẽ trả vờ thế thôi, đúng không ạ? Còn đâu thì Nga có tấn công hạt nhân vào thì chắc chắn là Mỹ sẽ bắn vù vơ ở đó và để làm sao đấy mà không phải đánh nhau trực tiếp hạt nhân với Nga mà kể cả đánh nhau hạt nhân với nga thì cũng không ăn được nga bởi vì nước nga rất rộng thứ hai là đồi núi chập trùng đúng không ạ còn các nước này thì rất nhiều bờ biển và nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân bờ biển vũ khí hạt nhân của nga bây giờ nó khủng hơn châu âu là cái chắc phương tây là cái chắc rất là những yếu tố đấy cho thấy rằng là nếu mà để một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra thì chắc chắn tôi không biết người mỹ thế nào nhưng mà về mình cứ tưởng tượng xem người mỹ là kiểu kèn kền họ trả dại gì họ xuống đánh nhau khi trận chiến chưa kết thúc đúng không ạ cho nên là chắc chắn là các cái vùng đất ở châu âu sẽ tàn nát hết còn còn Nga thì chắc chắn những thành phố lớn sẽ tan nát nhưng mà không thể hủy diệt. Còn châu Âu thì có thể sẽ bị hủy diệt. Cho nên là chả dạy gì mà người Nga tự nhiên lại phải đi đánh nhau mẹ NATO đúng không quý vị? Thế nhưng mà thôi mình cứ tính ra là đấy, đến cái giai đoạn cuối đấy à, Nếu có gì đánh nhau đúng không ạ? Mà hai bên không thể đại khái là giàn hòa được Thì cuộc cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra Tức là đến cái giai đoạn leo thang Thì chắc chắn là châu Âu bành bầu Và chắc chắn Nga sẽ thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân ừ, Có thể nói là như vậy Trừ khi mà nước Mỹ sẽ đem tất cả chính nhận hạt nhân để đánh nhau với Nga, đúng không ạ? Thì hai bên sẽ là hòa, còn nếu không muốn nói là Nga có lợi thế nhưng mỹ sẽ không làm như thế tôi khẳng định quý vị như vậy và như vậy là châu âu sẽ nát bét và người mỹ cũng không cảm thấy quá đau thương khi mà châu âu nát bét trong trường hợp chiến tranh hạt nhân nổ ra bởi vì chiến tranh hạt nhân nổ ra thì người ta không có tính chuyện đếm tiền nữa mà người ta sẽ tính chuyện là tồn tại đúng không ạ Đấy, cho nên người ta sẽ không còn nghĩ rằng là Ôi rồi ơi, châu Âu nó suy yếu thì mình sẽ kiểm soát nó, mình kiếm tiền nhờ nó Lúc bây giờ thì không còn tư tưởng này nữa Lúc bây giờ là mình còn sống, mình còn khỏe mạnh Còn Nga nó còn sống nhưng nó giật dẹo Thế là Mỹ đã may lắm rồi Mỹ sẽ không tham chiến bởi vì còn Trung Quốc, bởi vì còn Ấn Độ, còn các quốc gia khác nữa Đúng không quý vị? Biết đâu đấy Trong một cuộc chiến hạt nhân giữa Mỹ và Nga Trung Quốc sẽ nhìn thấy Mỹ yếu và Trung Quốc sẽ đập Mỹ Và lúc bây giờ Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ Đúng không ạ? Trung Quốc thì nó là chùm của gọi là là là, là bọ ngựa bắt ve sầu rồi chim sẻ đứng đằng sau cho nên là chắc chắn kịch bản ấy là nguyên nguyên như vậy là gì chúng ta thấy rằng trong một cuộc chiến như vậy thì hai bên chả có lợi thế nào còn nếu mà đến cái nước mà đánh nhau mà không vượt qua cửa đầu tiên mà đến cửa sau không cẩn thận mà leo thang thành hạt nhân mà chắc chắn sẽ leo thang thành hạt nhân Đấy, chúng tôi nói rồi là chắc chắn Nga trả dạy gì bởi vì họ biết rằng ấy nếu mà để tiến hành một cuộc chiến tranh mà trung lập thôi, chúng ta đang bàn kịch bản trung lập, thì họ sẽ tổn thất rất lớn, đúng không ạ? Còn bất chấp các nước châu Âu thì họ đã vốn là họ quen với lại cái 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 căn bệnh là tự hủy hoại rồi thì làm sao Nga có thể lại được? Như vậy chắc chắn rằng là họ sẽ chuyển sang giai đoạn tiến công hạt nhân. Họ sẽ san phẳng một vài những cái thành phố, làng mạc, thị trấn nào đó và nếu châu Âu còn tiếp tục tiến nữa, đúng không ạ? thì họ sẽ tiếp tục chơi nữa. Và nói thẳng ra thì các quốc gia châu Âu mình biết rồi từ vòng của Mỹ từ 1 đến 5, những vòng số 1 đến số 2 chắc chắn là nó sẽ xui vòng số 3, số 4 đánh Nga đúng không ạ? Và chắc chắn nó hy sinh vòng số 5, số 4 để bảo vệ nó. Như vậy nếu Nga mà chỉ cần ném một quả vòng số 4, số 5 thì mấy ông ghê ống có mà xun hết cả vòi. Và có dám đáp trả không? Chắc chắn là lúc bây dám đáp trả vào vài vùng Bắc Cực, vu vơ ở đâu đấy đúng không quý vị? Không dám đánh vào khu vực có người sống ở phía Nga tôi có thể nói về chắc chắn về châu âu như vậy bởi vì tại sao mình không phải là hoang tưởng thứ hai nữa là mình không phải là mình đoán mò mà những cái cá tính của người châu âu người ta sống hèn nhát tự hoại và bám đít người khác đã đã lâu từ lâu rồi và bây giờ họ quen cái việc nhẹ lương cao như vậy rồi cho nên đối mặt với một cuộc chiến tổng lực với người nga thì họ chỉ có thể nghĩ tới chuyện đẩy ukraine và các quốc gia vào để đánh với người nga mà thôi chứ họ không bao giờ dám trực tiếp đánh nhau người nga còn nếu cuộc chiến hạt nhân thì càng không bao giờ và tất nhiên người mỹ chỉ hơn ở châu âu ở chỗ là họ bên kia bờ đại dương đúng không ạ chắc chắn họ cũng không làm cũng họ sẽ làm điều tương tự đặc biệt là họ không có ai thúc và đít cả thế còn châu âu thì rõ ràng rồi châu âu ở đây là trên đe dưới búa đúng không ạ bị ukraine thúc bị nga thúc và bị cả mỹ thúc nữa vâng như vậy chúng ta có kịch bản như vậy nhé thế nhưng mà bây giờ chúng ta mới nói nếu trong trường hợp mà nga à, mới châu âu đánh nhau thì kịch bản mà nó thực tế nó có thể thực tế trừ trong trường hợp bắt buộc phải đánh nhau thì nó sẽ như thế nào đúng không ạ để mà nói về đánh nhau ấy, thì chúng ta sẽ thấy ba nước baltic không có cửa gì để có trong trường hợp nga tấn công và chắc chắn nga sẽ không bao giờ đánh phần lan họ sẽ đánh vào ba nước baltic đầu tiên đúng không ạ ba nước baltic này chắc chắn sẽ ra đi chỉ cần nga oánh vào thủ đô litva thôi lập tức là te tua ngay đúng không ạ họ đang có ở kaliningrad họ có ở baltic và họ có belarus như vậy rõ ràng litva không phải không có cửa gì và cái hành lang suwaki là quá ngắn lúc bây giờ chúng ta không biết ukraine đang ở đâu trong cái trận chiến đó giả sử chúng ta coi biên giới của đồng niponecho Đúng ạ, chính là cái bờ sông Đấy, Đây là cái giới tuyến Còn nếu như mà lúc bấy giờ mà Ukraine đang ở trong NATO Thì chắc chắn Ukraine sẽ mất toàn bộ miền Đông Đúng không ạ, còn lúc bấy giờ mà Ukraine đã về phía Nga rồi Thì chúng ta sẽ thấy biên giới của Nga sẽ đến khu vực miền Tây Và họ cũng sẽ dễ dàng đánh Moldova Đúng ạ, kết thúc Moldova và Baltic Như vậy câu chuyện tiếp theo thì chỉ còn lại đúng một chiến trường Nga quan tâm Đó là Ba Lan Bởi vì đằng sau nó là cái vùng Đông Đức Đúng quý vị. Đấy. Tất nhiên cuộc chiến với Ba Lan sẽ không hề dễ với Nga. Nhưng mà nếu có thời gian thì mình, Nga hoàn toàn có thể đánh được Ba Lan tới Đông Đức. Nếu như họ có thời gian họ sẽ tiến hành một cuộc chiến giống y Ukraine hiện nay. Có nghĩa là tất cả đều là cuộc chiến vệ quốc hết. Chỉ có thời gian thì mới tiến đánh được kiểu đó thôi. Vâng thì tôi cũng không biết là tôi lấy căn cứ gì Tôi chỉ nói lấy về cái tương quan về sức mạnh của hai bên Và các quá trình thời gian, nguồn cung, sự tham gia của người Mỹ vân vân và vân vân Nếu đánh nhau vũ khí thông thường thì Nga có thể đánh mạnh nhất là đến từ khu vực Đông Đức Đấy tiến xa nhất là đến đó Và từ đó trở đi chắc chắn là Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn còn đến đây chắc chắn là nga cũng sẽ phải cố đúng không ạ thế nhưng mà đây là cái kịch bản khả thi và họ phải tiến hành cuộc chiến tranh mang tính chất chiến tranh vệ quốc giống như họ đã làm với lại bốn tỉnh đấy chúng tôi chỉ cần nói như vậy thôi bởi vì cái nước nga ấy họ chỉ có thể tiến hành chiến tranh vệ quốc thì họ mới mạnh thôi còn nếu nước nga mà đánh chiếm đấy thì chắc chắn là họ sẽ là một bên yếu À, nhưng mà nhớ như vậy vệ quốc nó vừa mạnh về cái nguyên tắc của nước nga và liên xô ngày xưa thứ hai nữa là các loại vũ khí của nga nó phù hợp chiến thuật của nga nó cũng phù hợp như vậy và đấy chính là chiến thuật mà họ đang bạo hành ukraine trên chiến trường một cuộc chiến của nga với nền nato thì chúng ta khẳng định một điều rằng sẽ có rất nhiều lính triều tiên đúng không ạ thậm chí nếu không iran không có việc gì thì chắc chắn cũng sẽ có lính iran và khá nhiều những lực lượng mà chúng ta không biết ở trong đây Uh, nói thì thôi các quốc gia liên xô cũ cũng đầy quốc gia cũng muốn đánh uh, nato vâng tất nhiên chúng ta phân tích cũng chỉ để tìm hiểu cái cái cái, cái góc nhìn của nhau thôi đúng không ạ đây là cái góc nhìn của tôi còn không biết là quý vị như thế nào nhưng mà như chúng ta nói rồi đấy thứ nhất là sẽ không có cuộc chiến này đâu bởi vì nga không dại để làm điều đó đúng không ạ thế còn nếu chẳng may nó xảy ra thì nó sẽ nhanh chóng leo thang thành cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba và trong đó sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân Thế, đấy là trong trường hợp mà đã có xung đột nhưng hai bên không thể giải quyết được ấy, đúng không ạ thì sẽ leo thang thành cuộc chiến tổng lực thì nó sẽ như thế bởi vì nga cũng không dại để đánh nhau trực tiếp với nato thế còn trong trường hợp đánh nhau trực tiếp thì rõ ràng đánh về phía bên nào thì bên ấy thắng Sở dĩ tôi nói là chiến tranh vệ quốc, đây là chiến tranh phòng thủ của phía Nga, đúng không ạ? Họ chuyển cái khái niệm thời gian, khái niệm đạn dược của họ thành cái khái niệm phòng thủ như họ đang làm ở Ukraine, cho nên họ có thể tiến nhưng không thể tiến được xa. Đấy, bởi vì khi tiến vào các trận địa quá uh, sâu uh, của, vào các vùng hậu phương của địch, ví dụ như là đến cái vùng Đông Đức là bắt đầu chắc chắn là nó là hoàn toàn xa lạ, hết vùng Đông Đức hoàn toàn xa lạ với Nga rồi thì như không còn là vệ quốc được nữa, đúng không ạ? Đến vùng Đông Đức thì về mặt uh, địa hình, trận địa, uh, khoảng cách và tâm lý cũng như là các vấn đề liên quan tới xã hội thì nó còn có cái khía cạnh vệ quốc, bởi vì là có những người thân nga ở Đức, đúng không ạ? ở Đông Đức, đấy, ở vùng ban tích vân vân, chứ còn từ đấy trở đi thì không còn cái cái gì liên quan đến nga nữa và không còn cái vệ quốc ở đó nữa đúng không quý vị đấy ý nó là như vậy vâng mà tôi cũng chỉ nói tới nato là nói tới châu âu thôi đúng không ạ sự tham gia của người mỹ chắc chắn là giới hạn trong thời gian đầu ừ, ít nhất là đến đức thổ nhĩ kỳ sẽ không tham chiến đấy, trừ khi là nato gọi là phá tan kho vũ khí hạt nhân của nga và đã chiếm đến gần moscow thì thổ nhĩ kỳ sẽ đánh chiếm crimea georgia này nọ vâng các cái vùng ở phía nam chứ còn thổ nhĩ kỳ chỉ đánh chống khua chiêng thôi thậm chí là vẫn tiếp tục làm ăn buôn bán qua brick với nga đúng không ạ vâng thế còn bây giờ câu chuyện rằng là uh, trung quốc sẽ làm gì trung quốc sẽ giống mỹ đúng không, quý vị chả tội gì trung quốc nó phải tham chiến cả nó sẽ viện trợ cho nga đấy để mà đánh với lại nato mỹ cũng như vậy sẽ viện trợ cho châu âu hai bên trung quốc và mỹ sẽ À, bỏ qua các yếu tố khác thì sẽ coi đây là một cuộc chiến trong mơ của họ bởi vì cuộc chiến này sẽ khiến cho tất cả các bên suy yếu đúng không quý vị Đấy, và như vậy thì trung quốc sẽ làm gì đó để nga kéo dài cuộc chiến và nếu có thua thì chỉ thua đến cửa ngõ moscow chứ không thể thua sâu hơn như vậy được nữa Đấy, bởi vì nếu mà nga thua nga yếu thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến trung quốc có nghĩa là câu chuyện của cuộc chiến ủy nhiệm ấy thì câu chuyện là thắng thua cũng được quan trọng là thắng thua chỉ ở mức giới hạn nga có thắng thì cũng thắng giới hạn mà thua thì cũng có thua giới hạn đúng không, quý vị và làm sao người viện trợ ấy thì như mỹ và trung quốc đứng đằng sau người ta phải quản lý được cái đường danh đấy có nghĩa rằng là nato thắng cũng chỉ thắng vừa vừa đúng không ạ nato thua cũng chỉ thua vừa vừa hai cái khái niệm như vậy thì nó mới kéo dài cuộc chiến thì nó mới vẫn duy trì một cái sự uh, khủng hoảng sau này để tiếp tục những cuộc chiến trong tương lai bởi vì một bên nó chết thì sau này chẳng còn cuộc chiến nào nữa đúng không quý vị đấy cái câu chuyện chúng ta hiểu là như vậy mà thực tế cái này thì đối với người Mỹ thì đã từng xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ hai rồi. Đúng không ạ? Có cái gì để mà chúng ta phải dự đoán đâu. Đó chính là cái lịch sử đã xảy ra. Còn Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng hồi bấy giờ họ đang đánh nhau. Nhưng mà với cái cách của Trung Quốc ngư ông đắc lợi ấy, đúng không ạ? Thì chắc chắn rằng là họ cũng sẽ chọn biện pháp đấy thôi. Những gì diễn ra ở Ukraine chúng ta thấy Trung Quốc cực kỳ là nhạy cảm với việc Nga hướng tới bờ sông. Họ không bao giờ muốn Nga chiếm được những thành phố quan trọng như là Kharkov, Odessa, Diponecho bởi vì lúc bây giờ sẽ làm cho Nga mạnh lên rất nhiều và mạnh lên thì sẽ bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Đúng không ạ? Và sẽ tất nhiên rồi, một đối láng giềng không bao giờ nên được phép mạnh. Đúng quý vị? Mình nhìn thằng hàng xóm mình mà nó có tí cơ bắp mình đã ngứa mắt rồi. Mình ra mình bảo nó là ông tập vừa thôi. Tập chân tay to quá không khéo nhiều cái nó teo đi đấy. Vâng, ý tôi nói là não teo, đúng không ạ? Uh, chân tay to thì đầu teo mà đầu to thì chân tay teo và như vậy thì chốt lại là trung quốc sẽ kiếm bộn tiền mỹ sẽ kiếm bộn tiền đúng không quý vị đấy mình chỉ biết như thế thôi còn chắc chắn rằng họ sẽ không tham chiến người Mỹ thì là tham chiến mang tính chất là nó cũng đại bôi đúng không ạ để mà làm sao đến đảm bảo là châu Âu không có thua thế thôi chứ còn lại chắc chắn họ sẽ không tham gia vào cái việc gây tổn thất lớn hàng đầu cho Nga đâu và họ sẽ để cho châu Âu tự cứu lấy chính bản thân mình họ sẽ bán vũ khí nếu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra theo cách truyền thống như vậy thì chắc chắn sẽ cứu nước Mỹ, đúng không ạ? Chắc chắn là họ sẽ lại một lần nữa trở thành siêu cường và Trung Quốc cũng có khả năng trở thành siêu cường. À, hai siêu cường này sẽ to ngang nhau bởi vì Trung Quốc bú vào gọi là nguồn lực của phía Nga, đúng không ạ? Mỹ cũng tương tự vào châu Âu vậy. Hai quốc gia này để sẽ to lên trông thấy. Và ý nói là về cái kinh tế đấy, đúng không ạ? Kinh tế và tài chính của họ sẽ có thể nói rằng là tương tự như nhau. Đấy, Mỹ sẽ tái thiết châu Âu còn Trung Quốc sẽ tái thiết Nga vâng tất nhiên chỉ là chém gió từ nãy giờ quý vị nhé còn uh, cái câu hỏi nó quá lớn như thế này thì làm sao mà chúng ta tầm cỡ chúng tôi có thể hiểu được chúng tôi chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi tại sao Trung Quốc Mỹ à, xin lỗi Trung Quốc Nga Iran và các quốc gia lớn lại chứng kiến Israel bắt nạt Palestine gây ra thảm cảnh ở Trung Đông tôi không nghĩ rằng họ đứng nhìn đúng không ạ Ít nhất là chúng ta thấy các quốc gia đều có một cái sự ủng hộ về vấn đề chính trị cho Palestine. Về mặt quân sự thì thực sự tôi không biết, đúng không ạ? Tôi chỉ biết một điều rằng Iran là đồng minh của Nga và Trung Quốc. Kể từ khi cuộc xung đột đã bùng nổ thì Iran gần như đã có một cuộc chiến với là Israel và không tuyên chiến. Như vậy thì chúng ta thấy Iran lấy nguồn lực ở đâu ra? Chắc chắn rằng nguồn lực của họ phụ thuộc rất nhiều vào Nga và Trung Quốc. Thời gian gần đây nhiều quý vị bảo rằng là như Houthi đã bắn họa hạ tới 12 cái Ripper tự UAV mà chỉ giá mấy chục triệu đô của Mỹ. Mà Nga chỉ có ép hạ được một chiếc thôi. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà gần như mỗi tháng thì họ đều bắn được một chiếc. Điều đấy cho thấy rằng khả năng hệ thống phòng không của Houthi đã được một cái sự gọi là hỗ trợ nào đó cơ bắp của từ phía Nga. Đấy chúng ta chỉ nói về Houthi như vậy thôi chúng ta thấy houthi đã gọi là cho bón hành cho tuyến đường vận tải qua kênh đào Suez và biển hồng hải gây cho phương tây cực kỳ nhức nhối về kinh tế đúng không ạ cho israel cũng như vậy chúng ta thấy là iran iraq liban Syria và ba nước đấy đã tấn công vào israel và gây tổn thất cho israel rất nhiều đúng không, quý vị Kinh tế bây giờ đã khá là te tua rồi, nên uh, cái du lịch là một trong những cái nguồn thu lớn của Israel thì gần như không còn cái gì nữa. cả thành phố cảng Iliot phía nam thì gần như là đóng đóng cửa rồi. Toàn bộ cái vùng phía bắc uh, là vùng uh, gì nhỉ, Galilee cũng đã di dời nhà cửa tới hàng trăm nghìn người rồi. Các hải cảng đều bị tấn công. Tình hình kinh tế tài chính của Israel bây giờ đang phụ thuộc rất nhiều người Mỹ khả năng phục hồi lại được thì không thể nói phải mất hai năm hai con số năm tức là mười mấy hai mươi năm chúng ta không thể nói hết được và bây giờ Israel đang bị mắc kẹt đúng không ạ vậy thì rõ ràng là người ta đã không giúp trực tiếp thứ nhất là người ta đã không giúp trực tiếp mà nói là có giúp trực tiếp được không thì không đúng quý vị nga trung quốc không thể đưa quân đến các cái nước đấy để mà giao chiến với Israel được Đúng không quý vị? Và như vậy họ sẽ biến toàn bộ khu vực Trung Đông trở thành một cái cuộc chiến tranh khu vực và chiến tranh thế giới. Và lúc bấy giờ người Mỹ, phương Tây vân vân vào và chắc chắn rằng là cái thảm cảnh ở đây nó còn khủng khiếp bây giờ rất nhiều. Trong khi đó họ đánh kiểu này thì chắc chắn Israel sẽ thua. Có nghĩa rằng họ can thiệp vào không giải quyết được cái cuộc đổ máu, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như họ can thiệp theo cái kiểu cách đánh một cuộc chiến thông qua uh, sự hỗ trợ với Iran và qua lực lượng kháng chiến Hồi giáo. Rõ ràng là họ đã làm cho Israel và phương Tây điêu đứng. Thế nhưng, câu chuyện đầu tiên thì chúng ta phải hiểu, thấy rằng là cuộc chiến kéo dài theo cách đó thì người dân Palestine và Liban là chịu đau khổ, đúng không ạ? Cái đấy là đau khổ đã. Còn cái chuyện can thiệp vào đau khổ hơn thì hay kém chúng ta không biết. Đúng quý vị, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có kém nhiều khẳng định là như vậy chắc chắn sẽ cuộc chiến sẽ leo thang và lớn và quy mô hủy diệt uh, sẽ khủng khiếp Đấy, nhưng mà chúng ta không biết được rằng nó, nó lớn hơn kém hơn tới bao nhiêu chúng ta chỉ biết rằng họ không giải quyết được nhưng mà họ cách theo cách này thì chúng ta thấy vừa cái vấn đề liên quan tới cái chuyện kinh tế chính trị xã hội uh, đặc biệt là kinh tế và quân sự ấy và đặt israel vào trạng thái bây giờ có thể nói là thế hạ phong đúng không ạ và thế gọi là, là bị cuồng nhưng mà nó có một cái yếu tố nó rất là quan trọng trong cái cuộc chiến này ở vùng Trung Đông mà đến bây giờ chúng ta có thể thấy rằng sau hạ một năm ở đây kết hợp với lại những gì mà phương Tây xa lầy cuộc chiến Ukraine thì tôi đang nói tới cái cuộc chiến lột mặt nạ của Putin. Đúng không, quý vị? Cuộc chiến này thì đã thể hiện rằng là phương Tây đã đứng về Israel để mà rơi mặt nạ xuống với tư cách là một người bảo vệ nền văn minh nhân loại bảo vệ giá trị loài người trở thành những kẻ hỗ trợ cho những trò bắt nạt những trò thảm sát đúng không ạ những trò bá quyền những lời nói dối những lời lừa gạt những trò đánh cắp không một cái thủ đoạn gì mà không làm và đặc biệt là đạo đức giả hai mặt nên chúng ta cứ thử tưởng tượng mà xem có rất nhiều người trong thời gian vừa qua kể cả những người trên kênh của chúng tôi đã nói rằng là đã nhìn thấy cái rõ bộ mặt thật của phương tây đúng không ạ còn israel thì tôi không nói bởi vì tại sao israel thì cũng chỉ là một cái nạn nhân mà thôi tất nhiên họ vừa là chủ mưu nhưng mà họ cũng vừa là nạn nhân nữa đúng không ạ một người tham gia trực tiếp nhưng mà vừa là nạn nhân nữa đấy thế nhưng mà những cái kẻ đằng sau đó là phương tây trong đó có hoa kỳ và cả châu âu nữa mồm thì nói như thế này còn tay thì làm như kia mà đợt này thế giới biết không thế giới biết rõ như lòng bàn tay tất cả những gì họ làm cho nên là chưa bao giờ hai cuộc chiến này thì đã khiến cho toàn thể cái mặt nạ của thế giới phương Tây nó rơi xuống như vậy. Và bây giờ ấy thì cái câu chuyện rằng cái danh tiếng của cái người bảo vệ thực sự ấy nó chuyển từ tay phương Tây rơi vào tay của các quốc gia như là Nga, Trung, Ấn. Đúng không quý vị? Và cái điều đấy thì nó phù hợp với lại cái thuật ngữ bán cầu phương Nam, thuật ngữ chủ nghĩa đa phương. Đúng ạ? Và chỉ từ năm 2023 thì bắt đầu mới thấy Quý vị nhìn vào bức tranh tổng quan như vậy Có bao giờ thế giới nó thay đổi nhanh như vậy không? Đúng không ạ? Tự nhiên phương Tây đang ra vẻ ta đây vỗ ngực với toàn thể thế giới là thế này thế kia Tự nhiên bây giờ bao nhiêu cái uy tín đấy nó rơi hết vào tay những người còn lại Còn lại phương Tây thì trở thành những cái chính phủ bù nhìn Đúng không ạ? Để mà hỗ trợ cho những cái hoạt động mà chúng ta đã vừa nói có thể nói là với kể cả những cái bộ máy truyền thông dữ dội như vậy, trước cuộc chiến đó xảy ra, Phương Tâu, Tây đang ở giữ thế thượng phong về gọi là vấn đề đạo đức trong chính xã hội của họ đến 80%, nhưng mà bây giờ thì tôi tin chắc rằng là họ đã xuống, có lẽ họ đã mất thêm 80%, chỉ còn 20% thôi. Như vậy thì rõ ràng là Nga và Trung Quốc đã lựa chọn một cái giải pháp giúp đỡ nhưng mà theo một cái cách nó khác với cách chúng ta tưởng tượng, đó là họ gửi quân đến để đánh, đúng không ạ? Chúng ta thử tưởng tượng xem, bây giờ mà Putin và Tập Cận Bình gửi vũ khí và quân đội đến để đánh nhau ở đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy họ cũng không khác gì. Cơ bản họ rơi vào một cái phe như vậy. Và họ không giúp gì được người Palestine và người Gaza, Bây giờ thì những người thế giới Hồi giáo là một trong những cái đại diện phần lớn của thế giới. Họ đã bắt đầu kỳ thị với những người phương Tây. Những người phương Tây kể cả theo cái đạo thiên chúa giáo, đúng không ạ, chính thống giáo, thì cũng đã cảm thấy ớn sống lưng với những gì mà chính phủ họ làm tiếp tay cho ích giả. Hồi giáo thì quay lưng với lại những người phương Tây và bây giờ họ quay sang hướng về nước Nga và Trung Quốc. Đúng không quý vị? Quý vị cứ thử tưởng tượng xem là 2 tỷ người Hồi giáo đấy Nó quan trọng như thế nào trên cái bàn cờ địa chính trị thế giới Tôi chưa nói về những cái người phương Tây mà người ta có lương tri Và nếu mà chúng ta nói rằng ấy Trong trường hợp mà Nga mới chung Mà một bên là châu Á, một bên là châu Âu và châu Mỹ Đúng không ạ? Thì có thể nói rằng nếu họ hòa trong một cuộc chiến đa phương Thế thì cái bộ phận nào họ sẽ góp phần để thay đổi cuộc chơi? Nó chính là khu vực châu Phi và khu vực Trung Đông. Chính là nơi mà người ta là người Hồi giáo sống đông nhất. Mà bây giờ nếu bảo lựa chọn thì họ sẽ chọn, chọn phía nào ở những người Hồi giáo vùng này quý vị? Chắc chắn là phương Nam rồi. Bây giờ thì tất cả các cái câu chuyện rằng là Tập Cận Bình ăn thịt ăn người đúng không ạ? Rồi Putin XYZ cái này cái kia ở phương tây người ta không còn tin nữa bởi vì người ta biết rằng chính phủ của họ đã nói dối và đạo đức giả cho nên là cái câu chuyện rằng là đây là một cuộc chiến lột mặt nạ lột mặt nạ và putin đã rất thành công putin đã khiến cho các quốc gia phương tây các chính phủ phương tây tự hủy diệt cái danh tiếng của chính mình đúng không ạ trong đó chúng ta cứ nhìn và cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ của Đảng dân chủ đã thất bại một cách nhanh chóng như thế nào và sự trỗi dậy của những cái đảng đối lập ở châu Âu như thế nào. Sự thất bại của các chính đảng như thế nào thì chúng ta hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra chứ không cần phải bàn nữa. Kết quả nó nói lên tất cả, đúng không quý vị? Vậy thì có thể nói rằng là Nga Trung và Iran có can thiệp không? Có can thiệp, can thiệp rất tích cực nhưng mà theo một cái con đường cực kỳ khôn ngoan, đúng không ạ? Và chính điều đó, những cái đầu mà đã tính toán lạnh lùng của họ đã khiến cho Trung Đông không bùng nổ thành một cuộc chiến tranh trên quy mô lớn. Còn ngay từ những ngày đầu tháng 10 năm ngoái, thì chúng ta đã thấy nhấp nhen nhóm một cái cuộc chiến tranh leo thang trên toàn thể khu vực, đúng không quý vị? Sau đó người ta đã cố gắng để kích động những điều đó, nhưng mà cuối cùng đã tất cả mọi thứ đã không diễn ra như ý muốn. Người Iran chưa bao giờ có thể nói rằng là đã nhẫn nhịn đến thế, đúng không ạ? Khi mà những cái vụ khủng bố, những cái vụ liên quan đến tổng thống của họ rồi những vụ này vụ kia, họ đã cư xử rất là đúng mực để bây giờ họ giữ mọi thế trong thế trận của họ và bây giờ đến cái đợt đáp trả cuối này, Israel đã trả làm gì được họ mà bây giờ họ đang nắm thế bóng trong chân, thích phát lúc nào thì phát. Nói tóm lại là mọi thứ đang kiểm soát thế còn uh, những thứ mà liên quan đến hamas ở gaza đúng không ạ thì rõ ràng hamas đấy bị suy yếu nhưng mà họ không bị diệt israel thì cũng chả thể làm gì thêm được khu vực đó nữa còn ở khu vực hezbollah ở liban cơ bản bây giờ nó đang là một cái mớ bỏng bong israel có thể nhân dịp này để họ tiến hành họ xây các khu định cư ở bờ tây hay thậm chí ở gaza nhưng chắc chắn rằng là những cái đó bây giờ nó rất khác ngày xưa nó chắc chắn là những cái miếng xương gà chặn ngong cổ họng đúng không ạ rất khó Israel sẽ phải trả giá về cái việc đó. Chúng ta thử tưởng tượng mà xem Iran nó sẽ có nguồn lực để nó đánh nhau từ giờ đến hết năm 3000. Còn Israel thì chăm, chăm 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 xây dựng mấy ngôi nhà mà mấy ngôi nhà đấy liệu có xây dựng xong được không? Bây giờ UAV nó một ngày nó sản xuất hàng trăm hàng nghìn cái. Đúng không quý vị? Làm gì có cái gì có thể chặn được UAV một cách thành công tuyệt đối đâu. Đấy, nhất là khả năng điều khiển nó càng ngày nó càng tinh vi hơn thì có thể nói cho thấy đó là cơn ác mộng đối với Israel. Israel bây giờ chỉ còn đấn đá ngày nào ở vùng Gaza và vùng Liban ấy, thì họ sẽ không bao giờ được hòa bình Đấy, Và chắc chắn rằng là cả những cái liên quan đến chuyện bờ Tây nữa bây giờ chắc chắn là người ta cũng không bỏ qua được à, Chúng ta nên nhớ bây giờ thế giới nó đã khác ngày xưa rồi, đã khác cách đây so với lại 2-3 năm rồi Tất cả là bởi vì chính phủ của ông Joe Biden, đúng không quý vị, và của phương Tây Họ đã tự làm họ suy yếu và họ đã tự làm hình ảnh của họ uy tín, danh tiếng của họ suy yếu và tất nhiên trao tất cả mọi thứ vào tay của Nga và Trung Quốc. Đúng không ạ? Cuộc chiến quá hay đấy quý vị ạ. Không phải đơn giản đúng không ạ? Tất nhiên thì mình nói như vậy là mình quan sát một cách khách quan. Nhưng mà nếu khách quan thì mình cũng phải để ý giấy nhiều vấn đề đúng không ạ? Là trong các nước phương Nam thì có những cái nước như Ấn Độ hay Brazil. Thì họ vẫn còn đấn ná, lấn cấn rất nhiều. Kể cả Ả Rập Xê Út cũng vậy. Điều đấy nó cũng đương nhiên thôi. Thế giới phương Tây đang thống trị mà cho nên là nó sẽ còn những cái vấn đề này vấn đề kia tôi nghĩ rằng vấn đề thì có nhưng mà hầu hết các nước đấy họ đã hướng cái tâm của mình về rồi đúng không ạ hướng cái tâm mình về chỉ còn là cái thân thì nó còn lấn á ở lại để giải quyết đốt mà thôi Georgia đang mất hai vùng lãnh thổ thân nga đến bao giờ thì nga sẽ trao trả lại thực ra Georgia thì uh, hai vùng đấy đúng là thân nga đúng không ạ Uh, Tất nhiên nó từ hệ lụy trong quá khứ cuộc chiến 5 ngày ngày xưa rồi, thì bây giờ mình không thể nói về chuyện đó nữa. Thế nhưng câu chuyện tại sao, thì cái câu chuyện của Ukraine nó cũng khá giống Ukraine, uh, Georgia, Georgia, uh, giống Ukraine ở chỗ rằng là nó xuất phát từ cái việc là người dân của họ sống trong hận thù. Đúng không quý vị? Putin đã từng nói rằng là không có một quốc gia nào có thể có hòa bình và thịnh vượng nếu mà người dân của họ sống trong hận thù và bài xích. Gruzia và Ukraine đều giống nhau ở chỗ họ là hai quốc gia giáp với lại nước Nga. Hai quốc gia này là duy nhất. Đúng ạ. Chưa vào NATO và hai quốc gia này đã bị phương Tây gạ vào NATO nhưng không cho vào. Họ gạ vào từ hiệp ước Munich và từ hội thảo Munich năm bảy Thế nhưng cuối cùng là họ không cho vào. Tại sao không cho vào? Họ bởi vì họ muốn biến hai quốc gia này trở thành cái chiến trường để chống Nga. Đơn giản thế thôi đúng không quý vị. Bởi vì những người này là những người Slaver, đúng không ạ? Và những vùng đất này là những cái vùng, à vâng, vùng Georgia thì không phải là Slaver lắm, nhưng mà cơ bản thì cũng là Liên Xô cũ. Tại sao không phải Phần Lan? Bởi vì Phần Lan thì không có cái sắc tộc của người Nga ở đó. Và chắc chắn là Nga cũng chả mang gì đến những cái vùng liên quan đến Phần Lan, đúng không ạ? Cho nên là nó mới là Ukraine và là Georgia. Bởi vì hai cái chỗ này thì Nga không bao giờ có thể bỏ qua được. Còn Phần Lan thì chắc chắn rằng Nga chỉ có bần cùng, đúng không ạ? Mà chắc chắn là cái, cái viễn cảnh đấy nó quá xa vời. Có nghĩa là hai vùng đất này Nga không cho phép phương Tây vào để chiếm đóng. Đấy, còn họ mà trung lập cái gì đấy thì rõ ràng là phía Nga không họ canh giữ nhưng mà họ sẽ không bao giờ họ cố gắng để mà họ chiếm đóng nếu trong trường hợp mà phương Tây không chiếm đóng, đúng không ạ? Có nghĩa là Nga sẽ không cho gã cho phép uh, phương Tây vào Thế vậy thì phương Tây biết điều đó cho nên họ biết một cái điểm nghịch lân của Nga rằng là không bao giờ cho phép phương Tây vào. Cho nên là họ sẽ nói với các quốc gia kia là chúng tôi sẽ vào. Ý nói là vào NATO đấy, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ vào nước các ông. Và như vậy câu nói đấy thì câu nói bằng tuyên chiến. Và người ta đổ tiền vào Ukraine và đổ tiền vào Georgia khủng khiếp để biến hai quốc gia này khích lệ cái tinh thần bài Nga. Đúng không ạ? Và như chúng ta thấy thôi, dân tộc của họ, hai đất nước này đều có vấn đề. Và khi mà bị như thế thì cái tinh thần bài Nga của họ lên quá cao và nó xảy ra chuyện, đúng không quý vị? Đấy, Sagat Vikin đã tiến hành tấn công vào Nam Ossetia rồi Nga buộc phải ra tay. Và họ đã ra tay rất nhanh. Và tất cả đều do phía Georgia tự làm chứ Nga có đâu có làm đâu. Như vậy thì cái câu chuyện rằng là bản thân nước Nga khi Liên Xô sụp đổ họ đã không lấy Crimea là bởi vì họ vẫn nghĩ rằng ukraine mãi mãi là người bạn người anh em đúng không ạ và chắc chắn là người nga cũng không gại gì để động vào hai vùng đất abkhazia và nam Ossetia của georgia cả nếu như georgia vẫn mãi là những người láng giềng một cách trung lập đấy tôi chưa kể nói rằng là ở những quốc gia như vậy thì georgia phải khôn đúng không ạ nhưng mà rõ ràng là họ đã chọn cách để mà uh, tất nhiên họ bị đằng sau lưng mình nói là họ thôi nhưng nó là một quá trình và chính phủ họ đã được đưa vào để làm rồi còn người dân của họ thì cũng là dân đen thôi, đúng không ạ? Làm sao mỗi ngày, ngày nào nó cũng đập vào đầu những cái thông tin uh, bài nga tuyên truyền chống nga, nga là ác thú, ác quỷ đấy, đúng không ạ? Cho nên nó mới đã dẫn tới cái chuyện như vậy. Cho nên cái câu chuyện rằng là gì, ý nói là nói dài để trở thành ngắn. Nếu như Georgia muốn lấy lại các vùng đất đó, tôi nghĩ không phải là là đơn giản nhưng không quá khó. Ukraine cũng như vậy thôi trong trường hợp mà đất nước của họ mà không có cái chủ nghĩa bài nga thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thấy là họ sẽ không mất lãnh thổ đúng không quý vị georgia thì bây giờ nó chưa phải là muộn nhưng mà ukraine thì có vẻ đã rất là muộn rồi cho nên là cái chủ nghĩa bài xích nó là một thứ mà cạnh một cái quốc gia lớn người ta sẽ không bao giờ là người ta bỏ qua cái chuyện đó tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra hiện nay ấy thì là Putin là một người rất là tỉnh táo đúng không ạ và có cách tiếp cận khôn ngoan cũng như là suy nghĩ dài lâu chứ còn nói thật ấy và đặc biệt là ông ấy quản lý được nước nga nó còn đang rất là ổn chứ nói thật để chúng ta cứ thử tưởng tượng này nhé. một cái thế lực nó ở đây đúng không ạ nó in tiền sau đó nó mua những cái thế lực ở hai quốc gia láng giềng của nước nga là những người anh em của nước nga đúng không ạ nó xui dại hai cái đất nước này để hai đất nước này quay sang chiến đấu với nước Nga. Vậy thì nếu quý vị là người Nga thì quý vị sẽ làm gì đúng không, quý vị? Nếu như là tôi nhé, nếu như là tôi ấy, nếu như mà tôi không làm được Putin để mà bảo toàn được nước Nga trạng thái kinh tế, chính trị, xã hội như vậy thì có lẽ là trong một đêm gọi là là là, là sờ chết mất ngủ thì tôi sẽ chơi liều quý vị bởi vì nếu như mà mình bị như này thì chỉ có một cách là mình sẽ phải tung ra một đòn gì đấy để cả đời nó không bao giờ nó dám làm như vậy nữa mà cái đòn đấy thì chỉ có là đòn hạt nhân thôi đúng quý vị quý vị cứ thử tưởng tượng mà xem hai thằng nó là hàng xóm và nó thằng anh em của mình thế mà bây giờ nó ngồi ở đây nó sang để nó xui dại hai thằng này nó đánh mình vậy thì quý vị có tưởng tượng là mình có chấp nhận đâu quý vị tôi tự hỏi đấy trừ khi mình là thằng hèn nhát mình để nó thôi mình cứ cướp nhà cướp các thứ đi cho mình cái, cái, cái gọi là cái, cái bô là được đúng không quý vị mà bây giờ nó đánh mình thì mình đánh lại đúng không quý vị mình cứ phòng thủ đấy có được không chắc chắn là mình như thế cũng là thụ động và nó càng lớn tới ngay nó sẽ đẻ ra nhiều thằng khác và chắc chắn là cuộc chiến này còn kéo dài và chắc chắn là kéo dài thì cuối cùng mình cũng sẽ đau đúng không ạ cho nên người mà không giữ được bình tĩnh ấy, thì có thể nói rằng là mình sẽ vào tổng hành dinh của nó mình đệm một phát và kể cả hai thằng cùng đau nhưng mà nó chỉ đau một lần thôi quý vị công nhận với tôi không ạ tôi khẳng định là nếu người nóng tính ấy nhiều người người ta sẽ đưa ra những quyết định như vậy bởi vì nó chỉ đau một lần thôi nhưng mà nó sẽ ngăn chặn được vĩnh viễn là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đấy còn như nước nga hiện nay thì tôi thấy là rõ ràng là họ đã giải quyết được cái hậu phương của họ rất tốt cho nên họ mới chọn cái cách như thế này đấy cách có nghĩa là tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài đúng không ạ để làm suy yếu phương tây thế nhưng chắc chắn là nó đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn rất nhiều lời ong tiếng ve đúng không ạ và không gây tổn thất gì để cho những thế lực này nó sợ đúng không quý vị đấy và tôi nói cái kịch bản cuối cùng này để thấy tính bức thiết của cái việc là chắc chắn rằng là người Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra. Và chính người Mỹ đã nắm được tâm lý là họ biết rằng là à, đấy là một cái điều nga không thể chấp nhận được rồi cho nên họ đã dễ dàng để có thể kích động được các cuộc chiến đúng không ạ và để kích động các cuộc chiến như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nước như Georgia làm sao có thể thoát khỏi cái 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 cái, cái bàn tay của người Mỹ được. Và như vậy họ đã mất hai vùng đấy là bởi vì họ đã bị kích động thôi chứ còn chính phủ bây giờ của họ thì đã tỉnh hơn nhưng mà người dân thì vẫn còn bài xích. Họ vẫn còn bài xích như thế này ấy, và họ vẫn uh, họ không giải quyết được vấn đề các tổ chức nước ngoài mà theo cái đạo luật mới ấy, thì chả mấy chốc ở đây sẽ có chiến tranh. Như Putin nói, theo định nghĩa của Putin, một đất nước mà có bài xích như vậy thì lúc nào nó cũng có biến loạn, đúng không ạ? Và không chiến tranh to thì chiến tranh nhỏ. Câu chuyện ở Ukraine cũng vậy. Cuộc chiến đó không kết thúc bằng việc là dẹp bỏ hết những vấn đề chủ nghĩa bài xích, chủ nghĩa bài nga và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đi thì chắc chắn rằng là sẽ có cuộc chiến trong tương lai chắc chắn là như vậy ở Georgia bé tí còn máu nữa là Ukraine vâng như vậy thì câu hỏi là làm thế nào để giải quyết và bao giờ lãnh thổ đấy có thu hồi được tôi không biết nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng là trước khi thu hồi lãnh thổ đó hay là Ukraine thực sự muốn hòa bình và muốn thịnh vượng thì họ phải tự họ đúng không ạ phải ý thức được về một cái chính phủ của họ phải giải quyết được vấn đề hận thù bài xích trong đất nước của họ nó giống như là một con người mà chúng ta ghét thù ghét bản thân chính mình đúng không ạ thù ghét những người xung quanh thì không bao giờ chúng ta tìm được thanh thản cả đúng không quý vị kể cả chúng ta có nhà lầu xe hơi Đấy, và tất nhiên là chúng ta có cố kết cục cực kỳ là đau mà thực ra sống thù hận như thế thì cũng không bao giờ có nhà lầu xe hơi đâu cho nên là trong một cái cuộc chiến thường với các thế lực xung quanh thì bao giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã có cuộc chiến với chính bản thân mình rồi cho nên muốn làm hòa thì chúng ta phải làm hòa với chính bản thân mình đã đúng không quý vị tình trạng kinh tế của nước nga hiện tại ra sao theo quan điểm uh, thân phương tây thì kinh tế của nước nga sắp sụp rồi đúng không ạ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi ông zelensky cũng trông cậy vào cái đó đúng không ạ kiên nhẫn chờ đợi nền kinh tế tự sụp tự sụp thì chính phủ putin cũng sụp theo đúng không ạ Đấy, chắc chắn là như vậy theo thông tin từ thân nga thì thôi mình bỏ qua đúng không ạ mình và mình nó không cần thiết phải bàn còn thông tin đến từ những cái gì mà nó thực tế hay nói mình gọi là có tí uh, suy nghĩ suy xét và mang tính chất là thực dụng ấy thì chúng ta thấy rằng nền kinh tế của nga chắc chắn phải đối mặt với những cái rủi ro đúng không ạ đó là một nền kinh tế ít nhiều mà không phải là ít định hướng các vấn đề liên quan đến quân sự một nền kinh tế quân sự và sản xuất quân sự rất nhiều chắc chắn là nó sẽ dẫn tới mức độ sản xuất cao đúng không ạ? Tiêu thụ cao sẽ dẫn tới lạm phát. Đấy là chuyện đương nhiên. Lạm phát thì dẫn tới là tỷ lệ lãi suất ngân hàng nó cao. Và tỷ lệ lãi suất ngân hàng cao thì nó lại có thể nó bóp chết những cái động lực tăng trưởng của các cái khu vực khác. Đấy, như vậy, đó, đấy là những cái rủi ro. Còn tất nhiên là đồng tiền thì vốn các quốc gia tham gia chiến tranh quy mô lớn thì đồng tiền nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cơ bản là lạm phát rồi mất giá. Thế nhưng đồng tiền của phía Nga thì bây giờ họ cũng đã khá là ổn định. Nói là chuẩn chỉnh thì cũng chưa phải nhưng mà họ đã tự cái 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 ở dưới 100 rúp. Tôi không nhớ bây giờ bao nhiêu nhưng mà dưới 90 rúp thì khá là an toàn, 80 rúp thì đẹp. Lâu lắm không nghe thấy những thông tin liên quan đến việc đó thế thì cái câu chuyện tất cả những cái yếu tố của nước nga hiện nay đó là hôm trước có nhiều quý vị nói về lạm phát gia tăng và lãi suất cao đúng không ạ cái đấy là một cái biểu hiện nó rất là bình thường thứ nhất ấy, là đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy vấn đề là nó sẽ là có lạm phát bởi vì là lạm phát từ đâu bởi vì thế giới đặc biệt là thế giới phương tây đang phát triển rất chậm mà năm nay nền kinh tế nga được dự đoán là phát triển thậm chí là chỉ phát triển không phát triển không bị âm nhưng không phát triển bởi phương Tây. Quý vị nhớ nhé, là năm ngoái họ đã dự đoán là Nga năm nay không có phát triển, chỉ tầm nếu có chỉ cần 0,1, 0,2, 0,3%. Nhưng mà đến ngày hôm tháng vừa rồi Putin nói rằng nền kinh tế của họ trong hai quý đầu đã tăng tốc với phát triển 4,1%. Như vậy là nó phát triển cực kỳ nóng so với lại cái dự báo ban đầu của cả chính phủ lẫn quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới. Vậy thì cái việc mà nó phát triển nóng so với kỳ vọng nó sẽ dẫn ra lạm phát. Bởi vì đó là cái việc phát triển nóng trong bối cảnh nó rất là bất thường, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái việc phát triển nóng nó sẽ dẫn tới lạm phát thôi. Cộng với việc là Nga bị cấm vận thì vốn những cái mặt hàng mà xa xỉ và cũng không phải là không chỉ xa xỉ mà các mặt hàng khác nó cũng có ảnh hưởng cộng với việc là nga đầu tư phát triển đầu tư uh, nước ngoài rất nhiều để mà gọi là thiết lập ra một loạt những cái ngành uh, công nghiệp dân dụng uh, trong thời gian vừa qua dẫn tới là cái mức độ đầu tư nó quá lớn dẫn tới là lạm phát đúng không ạ lạm phát thì dẫn tới là tỷ lệ lãi suất ngân hàng nó tăng thì đấy là hai cái vấn đề của nước nga nhưng vấn đề này của nước nga thì nó lại do một cái vấn đề là hiện trạng của một cái tất yếu của một cái vấn đề hiện nay đó là cuộc chiến dẫn tới sự đầu tư lớn của nước Nga vào các ngành sản xuất dân dụng cũng như là sản xuất quốc phòng. Đấy, có nghĩa là phát triển nóng. Chứ nó không phải là từ cái vấn đề là nền kinh tế của họ nó yếu kém mà nó dẫn tới lạm phát. Mà thậm chí trong đó là có cả những cái yếu tố là nguồn thu của Nga vẫn đảm bảo họ vẫn tiếp tục là tăng uh, các cái thu nhập cho người dân đúng không ạ, kể cả hưu trí, tăng lương, vân vân, nó dẫn tới là cái lạm phát thôi. Đấy chứ còn uh, tôi không biết bây giờ lạm phát của Nga là bao nhiêu và tỷ lệ lãi suất ngân hàng là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là không thể bình thường được. Thì tôi nghĩ rằng đấy chính là vấn đề lớn nhất của nền kinh tế Nga. Nhưng mà cái vấn đề đấy thì nó lại không phải là vẫn nhiều nước lại muốn được như vậy đấy cho nên là với nước nga thì tôi không biết như thế nào nhưng nhiều nước thì muốn được có một cái nền kinh tế phát triển tốc độ phát triển kinh tế nóng đúng không ạ còn tất nhiên cái hệ lụy của nó là cái hệ lụy đến từ là lạm phát và lãi suất và nó sẽ nếu mà người ta giải quyết được việc là lãi suất đó nó không ảnh hưởng tới cái việc tái đầu tư đến cái việc đầu nguồn đầu tư sản xuất thì có nghĩa vấn đề nó không lớn còn cái vấn đề nó lớn là gì nó tác động tới cái tốc độ đầu tư đúng không ạ cái mức độ đầu tư và mức độ đầu tư thấp thì dẫn tới là nền kinh tế trên đường dài nó bắt đầu nó nguội dần nguội dần và nó bị đuổi xuống đấy là cái nó nguy hiểm cực kỳ có thể nói đấy là nguy hiểm lớn nhất đúng không ạ đấy còn tất cả những vấn đề này trong thời chiến đối với nga thì vẫn là trong mơ thì hiện nay ấy, đối với nước nga thì chúng ta thấy rằng là các cái yếu tố để ảnh hưởng tới việc là thúc đẩy sản xuất của nước nga bất kỳ nền kinh tế nào nó liên quan tới đầu tiên là cái nguồn nhân lực thì đúng là nhân lực của nước nga là nó căng đúng không ạ thì họ phải tìm cách để giải quyết cái đó à, nga không phải là không có bài toán để giải quyết cái đó bởi vì những cái việc mà họ đã ký những hiệp ước à, với lại triều tiên với iran và mở cửa với lại trung quốc ấn độ thì có nghĩa là cái nguồn nhân lực của nga từ bên ngoài nó rất là dồi dào à, cái vấn đề thứ hai quan trọng không kém đó là nguồn à, gọi là à, tài nguyên thiên nhiên đúng không ạ thì một cái nền kinh tế mà nó có liên quan đến chuyện chuyện là lãi suất này, tỷ giá hối đoái này và nhập khẩu nguồn nhân liệu để sản xuất này thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều nếu như có lạm phát. Thế nhưng mà nước nga thì nó không phải nhập cái gì đáng kể cho nên là gần như là cái mảng đó họ đã rất là an toàn. Như vậy là thị trường của ma nga đang mở đối với tất cả quốc gia. Họ có sẵn những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, đúng không? ạ Họ sẽ có sẵn thị trường khổng khiếp lớn khủng khiếp do phương Tây để lại như vậy là cái cơ hội nó rất nhiều cho nên chúng ta thấy cái nguồn đầu tư vào nước Nga nó rất là lớn nó dẫn tới cái lạm phát đấy và với cái tốc độ như thế này thì người Nga phải làm một cái đưa ra một cái phương trình để cân bằng thôi họ phải cân bằng ở thời điểm nào đó để nó không vượt qua cái ngưỡng như vậy vượt qua cái ngưỡng nó quá nóng đúng không ạ nó có thể dẫn tới một cái phản đòn ngược tới cái việc là trên đường dài nó sẽ tác động tới cái tốc độ phát triển của nền kinh tế ngoài ra thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nói một cách nó đại khái nó toàn màu hồng cho nước nga đúng không ạ thực tế với nền kinh tế của nước nga bị uh, cấm vận nó sẽ có các vấn đề liên quan tới chuyện uh... À, thanh toán xuất nhập khẩu, bởi vì nhiều quốc gia thì họ không bị cấm vận, họ không phải lúc nào họ cũng dùng được đồng rút, đấy là chuyện đương nhiên rồi, cho nên là chắc chắn là sẽ có những khó khăn như thế. Và cũng không phải lúc nào họ cũng dùng được cái đồng nội tệ để đổi với đồng rút, đúng không ạ? Bởi vì có những quốc gia họ không có làm ăn nhiều với Nga, thì không họ không có cái nhu cầu đồng rút chẳng hạn như vậy, hoặc là cái sự nhu cầu nó quá vinh váo như Ấn Độ chẳng hạn thì họ không có họ rất cần rút nhưng mà họ nga lại không cần ruby đấy thì những cái đó khi mà hệ thống brick đi vào nó sẽ giải quyết hết những cái chuyện đó rồi một cuộc chiến như này chắc chắn rằng là với thu nhập gia tăng này nó gia tăng thì chắc chắn là sẽ thuế à, đối với doanh nghiệp thuế của người dân cũng sẽ gia tăng gây lên sức ép chung đối với xã hội và kinh tế nhưng cái đấy thì nhìn chung tôi cũng không thấy một cái sức ép nó quá lớn nó có thôi Đúng không ạ? Còn lại thì những cái trợ cấp của Nga đối với lại các vấn đề xã hội nó cũng sẽ giảm dần đi à, thì nó sẽ gây sức ép đối với lại ngân sách à, bởi vì sức ép ngân sách đúng không ạ? Và gây sức ép với lại vấn đề xã hội. Nhưng mà hiện nay thì uh, trong lòng xã hội nước Nga thì nó khá là ổn. Người ta còn đang ủng hộ cuộc chiến cho nên là chắc chắn là người ta cái chuyện thuế má đúng không ạ? Và cái chuyện trợ cấp là cái chuyện người ta cũng sẽ dễ dàng để vượt qua. Còn lại thì vấn đề chúng ta thấy là với cái việc đầu tư như này nó sẽ làm nóng lên rất nhiều các cái khu vực đấy như tôi nói quý vị, nóng những khu vực dịch vụ và dần dần nếu không khống chế được thì nó có thể nói nó giống như kiểu là như kiểu các cái ngành nền kinh tế phụ dịch vụ nhiều như kiểu Mỹ chẳng hạn này, đúng không ạ? Thì chắc chắn là dần dần nó sẽ có thể tác động ngược lại đối với nền kinh tế mà sản xuất À, rồi là họ phải cân đối ngân sách cho cuộc chiến đấy đấy là những cái lớn nhưng mà tôi chỉ nói ra đó là những thách thức thôi còn cái mối đe dọa thực tế lớn nhất đó là lạm phát đúng không ạ đấy là cái vấn đề quan trọng nhất và cái đó nếu không kiểm soát được tốt thì nó có thể ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới nền kinh tế và tất cả những cái điều đó mình đang nói với tư cách là nước Nga đang muốn duy trì một cái nền kinh tế chính trị xã hội ổn định, đúng không ạ? Chứ còn chúng ta đang biết rằng họ đang có một cuộc chiến, đúng không ạ? Cho nên là thực tế mà nói để cho nó được bình thường, nó là rất khó. Thực tế thì đối với nền kinh tế nước Nga đến thời điểm này thì cá nhân tôi coi đó là một cái kỳ tích kinh tế thực sự như vậy trong cái bối cảnh hiện tại. À, một cuộc chiến tranh nóng, đúng không ạ? Khủng khiếp Uh, diễn biến chính trị gọi là có thể nói rằng rời non lấp biển đúng không ạ cuộc chiến tranh kinh tế vô tiền khoáng hậu như vậy là rõ ràng phía nga vẫn đang đứng rất vững cái uh, quan trọng của phía nga là nga có thể đứng được thôi chứ còn tôi nghĩ rằng là họ có thể trong họa trạng thái tốt hoàn hảo thì chắc chắn là khó đúng không ạ nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ thì hơn hẳn các quốc gia phương tây Tất cả những cái điều này Nga đạt được là nhờ họ tiến hành một cái cuộc chiến tranh chậm quý vị nhé. Một cuộc chiến tranh chậm. Đấy và coi cuộc chiến tranh như là một cuộc chiến tranh phòng thủ. Đấy hai yếu tố đó. Thì mới làm được như này. Còn nếu như mà Nga tiến hành một cuộc chiến tranh theo cách thông thường. Thì tôi nghĩ bây giờ kinh tế xã hội của Nga nó khá là loạn này. Vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và chúc quý vị một đêm ngon giấc đầu tuần.